Vespa Electrica là mẫu xe máy điện đầu tiên của tập đoàn Piaggio và đã được bán ra tại châu Âu từ tháng 9 năm 2018. Sau 5 năm, mẫu xe máy điện này mới rục rịch được bán ra tại thị trường Việt Nam. Hiện một số đại lý Piaggio đã bắt đầu mở cọc cho mẫu xe điện này. Hiện giá bán chính thức của Vespa Electrica ở Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các đại lý, mẫu xe máy điện này sẽ có giá khoảng 280 triệu đồng ở Việt Nam và bán ra vào cuối năm nay. Đồng thời, số lượng xe Vespa Electrica được bán ở Việt Nam sẽ không nhiều. Với giá bán gần 300 triệu đồng, đủ để mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng và số lượng giới hạn, Vespa Electrica có lẽ sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sưu tầm, tương tự siêu phẩm 946 trước đó. Trên thực tế, Vespa Electrica đã từng được đưa về Việt Nam vào hồi tháng 12 năm 2018. Vào thời điểm đó, Piaggio đã lên kế hoạch bán mẫu xe máy điện này ở Việt Nam vào quý 2 năm 2019. Tuy nhiên, dự kiến đến cuối năm nay, kế hoạch này mới được triển khai. Vespa Electrica dành cho Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Pontesera ở thành phố Pisa, Ý. Tuy là xe máy điện, nhưng Electrica sở hữu phong cách thiết kế khá tương đồng với người anh em Vespa Primavera. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở lớp sơn chrome bóng cùng những đường viền màu tương phản như xanh dương hoặc vàng trên yếm trước, sàn đặt chân và vành la răng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Vespa Electrica là motor điện một chiều với công suất tối đa 2 kW, 2,7 mã lực hoặc 4 kW, 5,4 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Theo hãng Piaggio, khả năng vận hành thực tế của Vespa Electrica có nhiều điểm giống với một mẫu xe tay ga 50 phân khối. Ngoài ra, xe còn có thêm cả chế độ Eco, hạn chế tốc độ ở mức dưới 30 km/h để tiết kiệm điện. Thêm vào đó là cụm pin lithium-ion 86A, cho phép xe đạt quãng đường di chuyển 100 km. Tuổi thọ của khối pin này là 1.000 vòng sạc, tương đương 50.000 đến 70.000 km hoặc khoảng 10 năm sử dụng với phần lớn người dùng. Thời gian sạc đầy pin là khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chưa hết, mẫu xe máy điện sang chảnh này còn được tích hợp công nghệ kết nối Rider, cho phép người dùng điều khiển và giám sát hoạt động của xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Đặc biệt, xe còn có công nghệ nhận diện người lái không cần chìa khóa.